thành phố HCMT ND cấp cao cho rằng chưa đủ căn cứ xác định Trần Đức Minh, nguyên giám đốc công ty cổ phần mỏ ống dầu khí Việt Nam, tham ô hơn 48 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hủy toàn bộ án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với Trần Đức Minh, nguyên giám đốc công ty cổ phần mỏ ống dầu khí Việt Nam phóng viên, Câu Tinh cùng đồng phạm về tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra lại. Quyết định này được hội đồng xét xử đưa ra sau khi xác định cấp sơ thẩm có nhiều sai sót. Cụ thể, bản án này xác định các bị cáo đem gửi 836 tấn hạt nhựa và vật tư khác ở ngoài để chiếm đoạt, nhưng tài liệu điều tra lại phù hợp với lời khai của các bị cáo, tức là kho của công ty không còn chỗ chứa nên đem hàng đi gửi. Bản án sơ thẩm buộc tội các bị cáo là không có cơ sở. Ngoài ra, lời khai của các bị cáo chưa chứng minh được sự bàn bạc với nhau, nên chưa thể quy kết vai trò đồng phạm đối với một số bị cáo. Hội đồng xét xử nêu quan điểm. Tòa phúc thẩm cũng cho rằng, án sơ thẩm xác định sai bị hại trong vụ án, đơn vị giám định không có chức năng và phương pháp nên kết quả sai sót. Cấp sơ thẩm không đưa công ty PPGas và Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ, đơn vị thực hiện dự án ống dẫn khí Nam Côn Sơn, tham gia tố tụng ít nhất là tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Bị cáo Minh đeo kính cùng đồng phạm trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh Nguyễn Khoa. Cuối 2013, công ty PV Câu Tinh thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, PVS sở hữu 52,94% vốn nhà nước, đóng tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, được giao bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1. Theo án sơ thẩm, để triển khai dự án, ông Trần Đức Minh 58 tuổi, nguyên giám đốc công ty PV Câu Tinh thuê Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng lên đơn giá, định mức cao hơn thực tế thi công. Ông Minh sau đó đã chỉ đạo cấp dưới nhập vật tư tương đương với định mức này, điều chỉnh hồ sơ kế toán nâng khối lượng vật tư để xuất kho, chuyển 836,8 tấn hạt nhựa và 6 loại vật tư khác, 100 tấn, trị giá hơn 48 tỷ đồng gửi vào kho ở Đồng Nai để chiếm đoạt. Tháng 8 năm 2016, khi công ty đưa người mới làm giám đốc thay thế ông Minh, hành vi của nhóm này bị phát hiện. Đến tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt ông Minh 16 năm tù về tội tham ô tài sản, Phạm Ngọc Minh 43 tuổi, nguyên phó giám đốc, là đồng phạm, lĩnh 11 năm tù, Bùi Nhật Vinh 36 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh tế kỹ thuật nhận 10 năm tù và Nguyễn Thị Hà Nhung 38 tuổi, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán 11 năm tù. Liên quan đến vụ án, ba bị cáo khác trong công ty bị phạt 2-3 năm tù treo về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Làm đơn kháng cáo kêu oan, các bị cáo cho rằng không gây thiệt hại cho công ty, toàn bộ tài sản còn nằm trong sự quản lý của doanh nghiệp. Trong khi đó, Viện Kiểm sát kháng nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với các bị cáo. Trước phiên xử lần này, Viện Kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị. Hải Chuyên Les Lopez,